thì cái này chúng ta sẽ được một ngày chúng ta lấy mẫu mẫu bệnh nhân đó, có chứa cái viêm gan này, chúng ta đem đi cho bác sĩ này vào thử xong chúng ta sẽ hiện lên một cái màu, để chúng ta đem đo cái màu đó, chúng ta phản ánh được trình độ cái nồng độ của cái viêm trong cơ thể này. Đây một số cái trường hợp là tăng hoặc giảm trong trường hợp tăng. Rồi, nhắc tới một số trường hợp các bệnh lý của bilirubin đối với albumin là albumin nó vận chuyển bilirubin ở hai vị trí trên phân tử gan của mình của nó về gan, từ đó nó tách ra khỏi albumin và kết hợp với acid glucuronic để tạo ra bilirubin liên mạc. Chúng ta sẽ có một số hội chứng chúng ta gặp từ ở trong bệnh viện nhi đồng đó tới về đây, tức là hội chứng tim bớt, tức là albumin nó kết hợp với lại cái bilirubin, albumin kết hợp với bilirubin mà dính chặt luôn, không có tách ra trong gan, thì dẫn đến chúng ta lâu ngày chúng ta sẽ bị ngộ độc đó. Rồi bilirubin nó sẽ bị oxy hóa ruột để tạo thành những cái dạng ha urobilinogen. Urobilinogen là hợp chất nào? Nó gồm có mesobilinogen, stecobilinogen và urobilinogen. Chúng ta gọi chung ha, ở nhớ cái gen là không màu nha. Còn stecobilin thì nó là không màu. Từ cái gen là tiền chất nó không màu, stecobilin thì nó mới có màu. Rồi. Đây là quá trình là chúng ta liên hợp cái bilirubin qua nhiều cái cơ chế nha. Để tạo ra cái bilirubin chưa có. Như vậy tất cả những ngày